sau một hồi đi lên núi rất là lâu thì bây giờ mình cũng đã lên cái tháp thứ năm, cái tầng thứ năm, và phía sau lưng đây là cái đỉnh núi Phú Sĩ. Và gió lúc này rất là mạnh các bạn. Nếu như bây giờ mình không di chuyển ấy, thì nó sẽ thổi mình bay, thứ nhất bay quần áo tự nhiên người mình luôn. Đây các bạn hình dung không? Và đứng ở vị trí này nếu các bạn có thể đi sâu hơn nữa. Có một quạt bay cái mũ. Đó các bạn hình dung không? Ở tại vị trí này các bạn mà không đi lùi á, đi theo chiều gió thì các bạn sẽ bay đồ cũng như té ngã luôn. Và thời tiết lúc này rất là lạnh, có khả năng là hình như là khoảng tay mình tê buốt luôn rồi, mà đúng đó được, nhưng mà nghĩ là khoảng 5 độ C. Đây là cái đỉnh núi Phú Sĩ các bạn ơi, mình chịu nổi luôn, lạnh quá. Mình sẽ lựa chọn đi lên tham quan cái đỉnh núi Phú Sĩ trước khi mà mình sẽ đi vô đỉnh núi Phú Sĩ. Và phía trên này là cái tháp đài quan sát. Ồ, lạnh quá. Và hơn là có phía này là tòa nhà nó đã trắng rồi, cho nên là bất gió. Đó các bạn thấy hình dung, ở trên là mây bay là đào, cái nóc đỉnh núi Phú Sĩ các bạn. Đó. Wow. Còn cái phần đen đen, cái phần đen đen này là cái nham thạch nó vẫn còn sót lại. Đây là một cái nhóm khách họ đang chụp ảnh từ đài quan sát xuống khu vực khu dân cư phía dưới chân núi Phú Sĩ. Đó, một cái bác mưa mới bay cái nón qua luôn. Các bạn hình dung gió đây rất mạnh nha các bạn. Bây giờ mình quan sát kỹ, mình thấy là phía dưới này nè, mây đang bay ở dưới cái đỉnh đỉnh của cái nóc chân núi Phú Sĩ. Và phía này thì có một số cái mảng trắng trắng, là những cái lớp băng tuyết. Nhưng mà bây giờ băng tuyết đã đóng trên núi Phú Sĩ rồi. Gió. Khu vực này thì cấm xuống, tại vì nó vẫn còn những cái hố trắc á, trong nham thạch, cho nên là không có cho người lạ xuống. Nhưng mà các bạn vẫn thấy tuyết đúng không? Đây là cái lớp băng tuyết đang đóng băng sáng nay. Lúc sáng nay thì bây giờ người dân cũng như là nhân viên họ đã dọn vào một góc nhỏ như vậy. Mình sẽ lấy một cục tuyết cho các bạn xem này. Tuyết đó nha, tuyết và băng đá ở đây. Nhiệt độ lúc này thì khoảng 2 độ C thôi các bạn ơi. Cực kỳ lạnh và gió nó đang thổi mình muốn bay tới trước luôn này. Wow. Đẩy mình một phát chạy tới trước luôn. Lạnh. Đây là ngôi chùa các bạn ơi. Mình phải một tay phải giữ chặt nón, một tay phải giữ chặt cái máy quay, không là nó sẽ thổi bay luôn. Thật tuyệt vời. Nghe bác rất là vui. Đây là bên trong chùa núi Phú Sĩ. Và một cái đài quan sát nữa. Sát để nhìn ngắm phía đỉnh núi Phú Sĩ. Wow. Đó. Các bạn thấy một góc nhỏ của núi Phú Sĩ á. Còn phía dưới là đồng bằng. Lạnh cống luôn các bạn, còn cây này thì hình như là nó không sống nổi luôn này. Một cái đỉnh núi Phú Sĩ ở phía xa là mình vừa bay ngang ra luôn các bạn. Ở góc này thì các bạn thấy rất là rõ cái đỉnh núi Phú Sĩ như thế nào luôn á. Wow. Wow, mình chịu không nổi luôn, cái gió và lạnh, nó có lạnh, cái giá lạnh á. Theo như những vị khách nước ngoài mà khi mà tới núi Phú Sĩ á, thì sẽ được tặng một cái tờ giấy này. Và tờ giấy này khi mà vào cửa hàng này sẽ được đổi một cái chuông. Việt Nam, yes.
ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นโตเกียวไม่มีขายซาลาบินไม่มีขายมีที่เดียวครับ Okay, thank you. Một cái tờ giấy khi nãy á, thì mình được đổi một cái miếng bánh mochi và một cái chuông rất là đáng yêu để mình sẽ gắn vào cái túi xách của mình. Thôi, gió nó giật kinh khủng cho nên là một số du khách á, họ phải nép mình vào bên trong này các bạn. Và không biết là mình có thể đi qua đường nổi. Và có những người hướng dẫn điều tiết của người thổi bằng tay sẽ và bây giờ thì xuống núi thì có thể sử dụng phương tiện